Hôm nay là 24 tháng 8 thì tiếp tục cái video lần thứ hai là linh sam tán phớt hồng. Thì trước khi mà mình chào 30 cây linh sam tán phớt hồng này cho anh chị mình thì mình quay cái linh sam tán hai màu, màu cây để cho bà con mình biết cái sự khác nhau giữa hai loại này. Thì tán hai màu là linh sam mà nó một cây nó có thể ra hai màu. Đây như cây này đây là cây gin nha. Một số anh em mình mới chơi mình hỏi là nó là ghép hay vũ. Là không phải, là nếu mà ghép thì mình không thể nào mình gọi là hai màu được. Đây là cây gin nha. Thì anh chị mình thấy video tiếp theo thì mình sẽ lên cái lô mà trắng hai màu cho anh chị em mình lựa. Nè, một cây nó ra hai màu ha. Còn cây giống là đây. Nó một cây nó ra hai màu, trắng có, tím có là bà con mình ha. Còn trắng bất hồng thì cũng bữa nay mình giới thiệu cho bà con mình cái lô siêu bông rồi. Video sẽ phát lúc 12 giờ trưa. Còn cái này nếu mà có thời gian có thể là phát vào 6 giờ chiều hôm nay hoặc là 12 giờ trưa. Mã số là T01 đến T30 ha. Thì đây là video bán lẻ anh chị em mình ha. Rẻ nhất thì 150 một cây. Còn tế đó là 200-300 nghìn cây. Tại vì mà cái cây mà bèo gì cũng là 200 nghìn cây mình bao ship. Thì nhà vườn mình cũng còn mấy chục ngàn đến trăm ngàn ha bà con mình. Cho nên là nó không thể nào mà rẻ hơn nữa. Và linh sam mà bữa nay nó đang ra hoa thì số bà con mình rất là ưng ý. Ở chỗ là ra hoa là chắc cú. Tuy nhiên là nó là mình bán đúng giống. Nhưng mà số anh chị em mình ở xa thì cũng là sợ ha. Thì địa chỉ của nhà vườn là ấp Nhân Phú, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Ở ngoài này rất là nắng, nắng dữ lắm nắng. Cho nên là mình phải nói chuyện to ha bà con mình, không gian mở mà nó rất là rộng rộng ở đây nè bà con mình thấy cái vườn của em ha. Hồi sáng thì mình lên mã số siêu bông rồi, nó cho anh chị em mình bông nó nhiều lắm. Đây cái lô từ H01 đến H25 á là mình để riêng nè bà con mình, cứ ưng cái số nào mình lại lấy là ngay chốc ha, nó không có lộn đâu được hết đó. Đây không có lộn chỗ nào được hết. Rồi thì mã số T01, T có nghĩa là tán bà con mình, cho nên là mình sẽ đưa vào một cái album. Sau này mình đưa vào cái album mã số T, ví dụ như có ngày mã số ngày cho bà con mình dễ lựa. Tại vì nhiều khi mình đưa lên là 2-3 ngày sau con số bạn đã đăng ký kênh mới coi nó, chứ không phải là đăng ký là coi liền được đâu ha. Bây giờ mạng nó như vậy ha bà con mình. Anh chị mình coi thì thích video này kia thì đăng lần sau là dễ thấy lắm. Mã số 01 250. Đây bà con mình. Rất là già nha. Già lắm. Thật ra là những cây này ở ngoài thiên nhiên bứng nó cũng tầm giá 200 mà bà con mình. Nuôi ép chậu thì mình bán 250 là giá nó còn rẻ hơn cây dưới đất nữa. Này bông nó nha, hồi nãy mình nói mình quên coi cho coi bà con coi bông. Trắng phớt hồng là ra trắng hết, không có màu nào khác ha. Cho dù anh chị em mình để siêu bông kế bên nó cũng không like. Một số bạn nói là cái cây trắng hay màu này là do mình để gần siêu bông và like này kia, là không phải nha. Nó là trắng hay màu, lá nó nhỏ, gai nhiều ha. Còn trắng phớt hồng là người ta là không có bị like được ha. Nó là cái giống khác. Đây, 250 nha anh chị em mình. Bao ship ha. Rất mong là số nhà vườn lớn có thể là xuất khẩu ở ngoài nước ngoài hay là mua số lượng lớn này liên hệ với em đến cái địa chỉ mà mình vừa nói. T02. Nó lớn thiệt là lớn cho anh bà con mình, tại nhiều khi có số người nghe không rõ. Mình không biết là vô máy nó có to hay không nữa. Đây, T02. 250 luôn nha. Quay quá xa ha. Không, tuyệt vời nha. T03. Trời to, cây này 300 là bọn mình nhí thêm 50 ngàn nữa. Này, quay như vậy đi. Nè, già lắm. Em nãy giờ phơi nắng là khoảng 2 tiếng đồng hồ con mình. Lên mã số. Lên cái video là tầng ai ha. T04. 250. Đây
lúc này là không có thuê người đóng hàng được ha, cho nên là hàng thì mình chốt có thể bữa sau, nhanh nhất là bữa sau mới đóng hàng được. T05 200.000 đây, T05 mình quay chế độ xa mà không mình anh chị em mình để ý dán thế giùm em ha, còn cái size lớn nhỏ thì mình sẽ dựa vào đó, ví dụ như cây bự thì mình nhích lên 50.000, nhỏ thì mình bớt lại 50.000 cho bà con mình ha. Những cái cây này là em Vũ đánh giá là rất là hữu nghị cho bà con mình. Mà trên thị trường á thì anh chị em mình để ý là trắng bức hồng gin cũng ít người bán nha. Nếu mà nói không có thì nó không có đúng, nhưng mà nó ít người bán thì anh chị em mình ai cũng có xài Facebook, ai cũng có xài YouTube hết rồi. Thì những cái lô mà trắng phát hồng mà số lượng lớn như gì, già gì thì hầu như là trên bán linh sam thì mình thấy nó ít ha. Ghép thì có nha. T06 250. Mình nói thì bà con mình để ý giùm cái chỗ mà mình nói cái giống và cái giá của nó đưa ra thì nó hợp lệ nha. 250 cây số 6 nha. Số 7 250 luôn. Định giá cũng khó định giá lắm. Số 8 300, cây này bự to già hơn. Nè, bông nó nè. Số 8 nè. Số 9 200. Đây. Cây số 9 này thì nó ngày mai ngày mốt nó mới ra ha, nó đang nụ rồi bà con mình. Đó, cho nên là số 9, số 10 cái nào cũng nụ. Số 10 thì linh sam thì khoảng 3 ngày à. Những cái cây mà siêu bông xíu mình đưa lên video ngắn cho bà con mình coi cái video ngắn thì mấy cây bonsai của mình á, tại bữa nay do lên video này. Số 10 250. Số 11 250. Này nắng dữ thiệt. Số 12 200 rất là nắng nha. Số 13 200. Những cái cây như gì không thể nào mình đưa lẻ cho bà con mình. Cái Zalo của nó hạn chế video lắm, và mình đăng lên ví dụ mình nói 14 200 15 250 16 thì nó vô vậy ha. 15 200. Người 16 250 đây. Nó vô vậy lắm. Này hai thân nha. Biết cần là 17 200. 18 200. 19 200. Bà con mình về chơi bông thôi cũng được ha. Và nó rất là dễ sống nha. Màu trắng. Thì cái màu á thì màu có số người rất thích là màu trắng, có số người người ta không thích, cái đó là mình không có bàn được tại vì do sở thích rồi. Ha, riêng em là em thấy siêu bông cũng đẹp mà trắng cũng đẹp, màu nào em thấy cũng đẹp. Màu nào cũng đẹp hết, bà con mình thích cái loại nào thì mình chơi nhiều một xíu, còn không thì mình sưu tầm ha. T20 200. 21 200. Đây. 22 250, nắng quá nắng bà con mình. 23 200. 24 250. 24 200 xin lỗi bà con mình ha, đây 24 đây. 23 200. 25 200, 26 200, 27 200. 28 250, tàn bự hơn. 29 150, cây này nhỏ. Đây nhỏ nhưng nó già nha. Và 30 200. Thì gia đình mình thông cảm cho em ha. Quá nắng. Này, người ta ngồi người ta phải che dù vào con mình. Đứng nắng luôn rồi. Cây thì vườn em á là có khoảng 2-3 ngàn cây phôi ha. Nói chứ cỡ đó ta lên á, và cây giống nữa. Thì gia đình mình mà có hụt mua những cái cây này thì nó cũng là cái giá mà nó rẻ rồi nha, không thể nào rẻ hơn nữa. Đó là giá bán lẻ mà giá. Còn nếu bà con mình cũng cần mua số lượng hay là nhìn video không quen thì có thể tới vườn em. Đây, cây giống nè. Đó là bên linh sam hồng đang vệ sinh cỏ cho bà con mình. Đây, trắng hai màu nè. Rồi trắng phát hồng nè.
ha. Rồi linh sâm hồng đằng đây, sâm hồng ra bên nay ra bông nhiều nha ha. Thường là em giao á, bà con mình lưu ý đây, ví dụ như đó là chưa nhổ, cái này là nhổ rồi, là những cái cây mà mình cảm thấy nó già hay là nó dạng nó chưa đủ điều kiện để giao thì mình sẽ để lại. Đa số anh em mình lưu ý ha, nhà vườn em số lượng rất là nhiều cho nên là không có lựa cây tệ giao cho bà con mình đâu. Đây linh sâm hồng nè, rồi trắng hay màu nè anh chị em mình, trắng hay màu tuyệt vời chưa. Nhiều khi lên video nó sẽ khác ha, chứ ở ngoài nó đẹp chứ lắm. Linh sâm hồng rồi kìa, lộc vườn Hà Nội kìa, xa xa đó đó. Rồi siêu bông mà cái cô đang đứng cái dù cầm như vậy không hả. Vườn em cây giống thì rất là nhiều nha. Anh chị em mình ủng hộ cây giống trắng phát hồng này thì cũng có thể mua em được ha, 20.000 cây ha. Mua 25 cây mình bao ship cây già. Còn mà nếu mình mua sỉ giá nhiều thì nó sẽ bớt, mình đi xe tải nó rẻ hơn mà con mình. Để nguyên bầu luôn, đi xe tải. Rồi chà, con cây này cũng trắng hay màu nè anh chị mình, để mình nhổ ra cho bà con mình coi nè. Một cây mà nó ra hay màu đây nữa nè anh chị em mình ha. Đó, bên đây cũng vậy nè, cây ghiên nha. Còn nếu mà anh chị em mình mà phát hiện hai cây này là cây ghép là em tặng thêm và em thưởng thêm 1 triệu nữa. Tại số mình phải nói như vậy á, tại số người khách mà điện cãi thì em không có cãi được. Mình nói chung trong video là để khẳng định là cái này là nhà vườn đảm bảo đúng. Còn hỏi em đúng hay không á, thì em bảo đảm đúng giống không, em bảo đảm tại nó là giống trắng hay màu rồi. Còn nếu mà cá là tới vườn coi thì phát hiện nó là cây ghép thì em tặng hai cây này mà em thưởng thêm 1 triệu. Địa chỉ của nhà vườn là ấp Nhân Phú, xã Hòa Nghĩa, huyện Gia Lách, tỉnh Bến Tre. Số Zalo là 0833 557 550 ha. Anh chị em lưu ý nha, đây là trắng hay màu ghim. Để số bạn mà mới chơi giống chưa có gành ha. Đó. Ghim nha bà con mình. Phát hiện kìa ấy thì em tặng ha. Không có ghép, ghép làm gì? Ghép lá nó phải khác. Rồi ha, nói cho vui thôi chứ ai mà đánh đố làm gì ha.